Chào các bạn, hôm nay Pin Hà Nội sẽ cùng bạn tìm hiểu viên pin của hãng GP Đây là viên pin tiểu, có tên là Supercell Là dòng pin 2 chữ A, điện thế 1,5V Và nó là dòng pin than, nhưng mà pin than chất lượng rất, rất tốt của GP Trong gói nó sẽ có một cái hộp gồm 40 viên pin GP Vỏ màu đen Cái này các bạn có thể dùng cho nhiều thiết bị như đồng hồ, đèn pin hay điều khiển từ xa Ở trong này chúng bạn sẽ thấy có các vỉ gồm 4 viên đặc trưng là vỏ màu đen đấy ạ. GP Supercell Super Heavy Duty. Mã là hai chữ A. Thì cái pin này có chất lượng khá là tốt mặc dù là pin than. Ở mặt dưới cực âm thì hãng này bao giờ cũng in cái hạn sử dụng. Như đây là tháng 7 năm 2026. Hạn sử dụng khá lâu đấy, 3 năm. Mặc dù là pin than thôi nhé. Còn mã của cái vị pin này là GP15PLBG4. Pin này cũng hạn chế chảy nước theo như hãng quảng cáo, mặc dù là dòng pin than, có chất lượng khá là tốt đấy. Vì cái GP là một thương hiệu pin nổi tiếng của Trung Quốc. Thì cái này nếu các bạn dùng cho đồ chơi trẻ em hoặc là các cái thiết bị điều khiển từ xa thì rất là phù hợp. Kích cỡ nó là pin tiểu, hai chữ A. Để tìm hiểu kỹ hơn về các loại pin GP, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.